Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn vừa tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 5 đánh giá tình hình kinh tế xã hội và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong tháng 6 năm 2022. Tại hội nghị, sau khi thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2022, thảo luận đóng góp ý kiến của các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm yêu cầu ngành nông nghiệp tập trung kiểm tra, gia cố đê bao vững chắc, bảo vệ sản xuất ở các xã thị trấn, tập trung thực hiện các tiêu chí chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao, xử lý dứt điểm các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, tập trung công tác ôn tập và tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tăng cường các biện pháp hiệu quả phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng.